đã tóm được một con cá rồi, con cá rất to, nhưng có lôi được lên không hay mất trắng, rất là kinh khủng. Sự mạnh mẽ của đại bàng không thể nào bỏ bất cứ một mục tiêu nào. Wow. Biết là hướng đi đúng rồi, nhưng cánh đủ ý chí và nghị lực để đến được đó không? Rất là mạnh mẽ đó, rất là nghị lực đó. Nên mới cần một lòng yêu thương và một cuộc đời đầy gian nan để tôi luyện ý chí nghị lực. Wow, wow, rất là mạnh mẽ đó. Thì mạnh mẽ đó. Nên mới cần lòng yêu thương cuộc đời đầy gian nan để tôi luyện ý chí nghị lực.